22. Vâng, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2018 và tuần 8 đồ gỗ tuần 8 rất hân hạnh được đón một khách hàng, đó là anh Tuấn nha. Tên là anh Tuấn và cục quản lý thị trường ở thành phố Việt Trì, và anh đã về tận cơ sở, anh đặt cho tôi một chiếc sập thờ. Vâng, để anh xây một nhà từ đường ở quê, anh đã lên đặt cho tôi một chiếc sập thờ. Rồi, là có nghe chơi 22. Có nghe chầu. Có nghe chầu. Phải nghe chầu. Phải đục tứ linh nha. Cao tổng là 1m27, dài 2m17 và rộng 1m07. Mà gỗ gỗ. Rộng 1m07 mà gỗ gỗ. Sơn son thiếp vàng. 2m17. Sơn son thiếp vàng. Sơn son thiếp vàng. À, nhà thờ ấy.